Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Trần Quang Đạt, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, nguyên trưởng bộ môn châm cứu và các phương pháp chữa bệnh khoa học cổ truyền trường Đại học Y Hà Nội. Tôi ra trường năm 1974 và cho đến nay thì cũng đã 50 năm công tác và về hưu. Hiện nay các vấn đề kiêng khem của các mẹ sau sinh có rất nhiều điều gây tranh cãi. Nếu để báo động một điều cho các mẹ thì bác sĩ sẽ nói về điều gì? Có một điều mà đã nói quá nhiều lần, cũng như rất nhiều các cái bài báo, những cái thông tin đại chúng, các công trình khoa học chứng minh rồi, mà quan niệm của các mẹ sau sinh vẫn đang làm có nhiều việc là làm hơ than nóng để giữ ấm cho cơ thể mẹ và bé. Đây là cái sai vô cùng nghiêm trọng. Khi cái hơ than nóng lên, cái khí carbonic CO2 nó thoát ra, nó khiến cho trẻ sơ sinh bị ngạt, nặng hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đến não của trẻ. Đã có nhiều các cái trường hợp đáng buồn với tình trạng này rồi, thường thấy và thấy hàng ngày vẫn còn có thể xảy ra. Hiện nay cũng có rất nhiều tranh cãi về sản phẩm cốt gừng hay cốt nghệ để dùng cho các mẹ sau sinh. Bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này? Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm vào ba cái kinh như là phế, tỳ và vị, có tác dụng là phát biểu, tán hàn, ôn trung, cầm nôn, tiêu đàm, giải độc. Khi lau người bằng rượu gừng, cơ thể sẽ được giữ ấm rất tốt. Mùi thơm của gừng sẽ khử đi cái mùi hôi của các phụ nữ sau sinh, làm cho các bà mẹ an thần ngủ tốt hơn. Khi kết hợp đúng dược liệu tốt thì đem lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, hiện nay các vấn đề mà gây tranh cãi bởi vì quá nhiều sản phẩm cốt gừng, nghệ được ra đời dưới cái mác thủ công mà các nhà làm đem lại sự nhiễu loạn về kiểm soát chất lượng. Nhiều hình ảnh chôn chum hạ thổ, ngâm rượu rồi quảng cáo bán. Nhưng thực chất, quy trình sản xuất ngoài trời không đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất khép kín, rất mất vệ sinh. Đặc biệt, sản phẩm thoa trực tiếp lên da nhưng không hề được nghiên cứu, được kiểm soát chặt chẽ về nồng độ rượu, từ đó dẫn đến nhiều rủi ro kích ứng, nóng rát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe làn da và tâm lý của các mẹ sau sinh. Nhiều trường hợp gây kích ứng da, đỏ rát, tiền mất tật mang, người dùng rượu gừng cũng rất tốt trong việc giữ ấm của cơ thể. Vậy bác sĩ có lời khuyên gì cho các mẹ khi chọn các sản phẩm cốt gừng cốt nghệ trên thị trường ạ? Để một sản phẩm an toàn và chất lượng thì nên quan tâm tới 3 yếu tố. Thứ nhất là bảng thành phần. Tác dụng các sản phẩm này phụ thuộc và rất lớn vào cái bảng thành phần dược liệu bên trong. Dược liệu tốt, phù hợp sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Như gừng thì nên chọn dòng gừng xẻ thay vì dùng gừng trâu, sẽ có tính nóng và giá trị dược tính cao hơn. Kết hợp cùng với các loại dược liệu quý như là sâm thì rất tốt cho sức khỏe phụ nữ. Thứ hai là sản phẩm phải chính hãng, có kiểm nghiệm an toàn đầy đủ. Như vậy là sẽ chọn được cái nhà sản xuất dưới sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, an toàn vệ sinh và nồng độ để phù hợp với da, không gây kích ứng da. Thứ ba là không dùng các sản phẩm có mùi nồng ngắt. Cái này vừa ảnh hưởng tới cảm xúc, đến tinh thần của người mẹ, vừa chứng tỏ rượu đang có nồng độ cao. Khi bôi cũng nhớ tránh vùng cho con bú. Vậy nếu mà để chọn một sản phẩm uy tín, hiệu quả thì bác sĩ sẽ nói về sản phẩm nào dành cho các mẹ? Nếu để khuyên chị em dùng một dòng sản phẩm cốt gừng cốt nghệ thực sự hiệu quả, an toàn và lành tính, đầy đủ giấy tờ cấp phép, đặc biệt có thêm nhiều loại dược liệu quý, thì tôi khuyên chị em nên sử dụng cốt gừng sâm quy và cốt nghệ linh chi ích khang hậu. Hai sản phẩm này chứa nhiều dược liệu quý hiếm, giá trị cao như sâm lương quy, sâm bố chính. Hai loại này chứa vị thuốc vàng trong việc bồi bổ chính khí, bồi bổ khí huyết, có tác dụng thanh nhiệt, làm đẹp da từ ngày xa xưa, đã được tiến cung cho các bậc phi tần hoàng hậu trong cung đình. Đun uống rất tốt và thoa ngoài da cũng giúp cải thiện độ sáng, độ ẩm cho da. Mùi của sâm và đương quy rất là thơm. Cây sâm ở đây là cái bố chính sâm. Bố chính sâm của Việt Nam chúng ta dùng, cái hoa nó rất đẹp, nó hồng hồng, nó tinh tươi. Nhưng mà cái củ ở đây, đây là cái vị thuốc bổ khí, có tác dụng bồi bổ chính khí. Và cái thứ hai là cái vị quy. Quy là đây là cái vị thuốc này rất là thơm. Cái vị quy là vị thuốc bổ huyết, thêm một cái là bổ khí, bổ huyết. Như vậy thì mùi sâm và đương quy rất là thơm, chúng ta có thể sử dụng. Và đây là hai cái vị thuốc hay được sử dụng trong các cái bài thuốc bồi bổ chính khí cho những người phụ nữ sau sinh, những người già ốm yếu, những trẻ con chậm lớn, chậm ăn, vân vân. Cái thành phần tiếp theo đó là cái nghệ bọ cạp. Nghệ bọ cạp trong nó là, nó gọi là khương hoàng, và trong nó có là cucumin. Cái dược liệu quý với 38 thành phần dược tính rất hiếm, giá trị cao gấp nhiều lần nghệ thông thường. Khi bôi lên da, nghệ có tính ấm, giúp cho giữ ấm cơ thể mẹ sau sinh rất tốt, làm giảm các tình trạng da xìn màu, da thâm sạm. Đây cũng là cái hoạt chất cốt nghệ linh chi duy nhất hiện nay chứa linh chi, sừng hiêu,
Loại linh chi này bên cạnh tác dụng tốt khi uống trong giải độc gan, tăng cường trí nhớ thì khi thoa lại có tác dụng tốt trong việc làm giảm mụn nhọt, giúp da sáng mịn, làm trẻ hóa da. Đặc biệt là thành phần gừng sử dụng trong cả hai nhóm này đều là gừng xẻ Việt Nam với mùi thơm rất đặc trưng. Sản phẩm có giấy công bố chất lượng và an toàn cho da nên sẽ yên tâm để sử dụng cho da nhạy cảm. Đây là bộ đôi cốt gừng cốt nghệ duy nhất hiện nay tại Việt Nam có bảng thành phần đẹp cũng như là đạt đủ các tiêu chí về sự an toàn và tính tiện lợi, vì còn không gây vàng da hay có mùi nồng hắc, thoa trực tiếp hay pha nước tắm đều tốt cả. Bác sĩ còn điều gì muốn nhắn nhủ tới các mẹ sau sinh trong giai đoạn ở cữ không ạ? Vâng, cái giai đoạn sau sinh là cái thời điểm sức khỏe người phụ nữ gặp nhiều thay đổi nhất. Cái kiêng khem rất tốt nhưng phải đúng khoa học, phù hợp, cũng không nên vội vàng chọn lựa các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiền mất tật mang. Giữ gìn chế độ ăn uống lành mạnh, đa dạng nhóm chất để phục hồi sức khỏe cho mẹ và bổ sung dinh dưỡng, sữa cho con. Mọi thông tin bây giờ đều được đăng tải rất nhiều trên mạng và các cái trang chính thống uy tín, nên mong các chị em hãy đọc và nghiên cứu kỹ trước khi chọn lựa một phương pháp chăm sóc nào.